Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một chữ Hán tiếp theo, chữ cửu. Là một trong những chữ số, đó là chữ số 9. Trong tiếng Trung đọc là chiểu, chiểu, chiểu. Chữ cửu này chỉ có hai nét và bộ thủ là bộ phẩy. Đây là bộ phẩy và một nét móc. Các bạn cũng rất là dễ để nhớ chữ chiểu này. Các bạn nhớ có hai nét, một nét phẩy và một nét móc. Chúng ta cùng tìm hiểu một số từ thường ghép với chữ cửu như chiểu yue, cửu nguyệt, tháng 9, chiểu thiên, cửu thiên, có thể hiểu là 9 ngày hoặc là nghĩa là trời cao. Trống chiểu, trùng cửu, cái này nói về ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trống là trùng. Chiểu chuyến, cửu tuyền, về nơi chín suối. Chiếu sử y sinh, cửu tử nhất sinh, câu thành ngữ nói trong lúc thập tử nhất sinh, chúng ta liên tưởng đến câu thập tử nhất sinh. Chiếu sử y sinh, chiểu nếu y máu, cửu ngưu nhất mao, nói về số lượng ít ỏi hạt cát trong sa mạc. Chiểu nếu là chiểu chín, nếu là con trâu, chín con trâu mà chỉ có một cái lông. Chúng ta hiểu nghĩa bóng của nó như hạt cát trong sa mạc. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua về chữ số 9. Về cơ bản các bạn nhớ âm Hán Việt là cửu, trong tiếng Trung đọc là chiểu, chiểu, chiểu. Và chữ số 9 chỉ có hai nét, một nét phẩy và một nét móc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của kênh Tiếng Trung Bồi để làm động lực cho chúng tớ tiếp tục ra những video tiếp theo về hướng dẫn các bạn tự học tiếng Trung, cũng như tìm hiểu thêm sâu về tiếng Trung. Cảm ơn các bạn.